Trước tiên khi sử dụng dịch vụ xào ấy thì các bạn sẽ có những cái mục sau đây này. Thì thứ nhất là mình sẽ review qua một lượt đấy, để nắm bắt các cái ngọc chỉ số các bạn như thế nào. Cái thứ hai ấy, mình sẽ bám sát vào từng cái gạch đầu dòng mà các bạn muốn mình giải đáp hay hỗ trợ. Đấy, tức là khi các bạn sử dụng dịch vụ xào bắc của NTM thì các bạn gạch đầu dòng chi tiết ra 10 gạch đầu dòng, 20 gạch đầu dòng hay 30 gạch đầu dòng không quan trọng. Quan trọng là các bạn thắc mắc cái gì các bạn gạch đầu dòng ra. Đấy, tối livestream thì mình sẽ giải quyết cho các bạn. Thì đấy, đầu tiên là review, thứ hai là đọc các cái gạch đầu dòng, cái thứ ba là đưa ra giải pháp. Nếu như các bạn cần mình xào luôn ấy thì nên chuẩn bị điểm tặng. Ở đây bạn này đã chuẩn bị là 480k điểm tặng ở đây rồi. Đây các bạn. Đấy. Đây con này này. 480k này nha. Đấy. Rồi, chúng ta bắt đầu luôn nhé. À quên, còn cái phần cuối là mình sẽ đưa ra lời khuyên các sự lựa chọn cho các bạn. Tức là tại cái cách chơi của bạn ấy. Ví dụ bạn đi ba đầu tính đi thì bạn nên chọn cái gì? Đấy. À, cụ thể hơn như thế này, ba thuộc tính ấy, bạn nên chọn là cái kiểu là được thì được mà không được thì thôi, hay là chơi quả chắc cú, hay là chơi quả 5 ăn 5 thua. Đấy, nó rất nhiều thứ nó hay nhau nhé. À, chào tất cả các bạn nhé, bạn Vẹn này, bạn Dương, bạn Gaven, Trung Lê. Ok, nhân Dio bán em 20M. Nhiều thằng nó ngây thơ quá nhân ạ. Nhiều khi mình đọc cũng buồn cười. Ngây thơ vô số tội. À, thôi được rồi, hôm nay chúng ta tập trung vào cái này nha. Những vấn đề thì khoác thì kệ mẹ, bỏ qua nha. Ok, chúng ta tập trung vào vấn đề này. À, đây. Đầu tiên này, ở máu con này thì đang ở mức 500. Và đây là cái xác huyết lệnh đúng không ạ? Rồi, xác huyết lệnh này thì chưa nâng gì cả. Cái này có long văn thì vẫn là cấp cái long văn ấy thì theo khái niệm của mình hay gọi quen mồm ấy. Tức là bạn cấp 1 đến cấp 79 thì mình nó cũng gọi là gì ạ? Nó vẫn ở một cái đẳng cấp cùi thôi. Nhưng khi bạn bước lên 80 nhưng mà 80 là phải max skill cơ thì nó mới khác. Chứ còn từ 1 lên 79 thì cũng chẳng ăn thua đâu, nó thẳng cho bạn vậy. Vì vậy là các bạn hãy tích đủ nguyên liệu ấy, rồi hãng nâng, trừ khi bạn cố định thì bạn nâng. Nhưng bạn nên dùng một cái long văn, cứ là đập 4 viên ngọc vào đấy, bao giờ lên 80 thì hãng thay. Tức là gì, nếu như bạn có cố định ý, thì bạn lấy một cái long văn khác, bạn làm cho bạn để ông này này đấy, ví dụ như bạn này này, đấy là hoàn toàn hợp lý này. Đấy 30 rồi chưa có suýt nâng thôi, đúng không? Đấy, nó đang bị mắc ở chỗ này, cái này thiếu 3 viên đỏ nữa. Cái này mua có mà. Thì bao giờ cái này 80 thì bạn hay. Đó, ok. Rồi, đây là một cái băng phách thì nó cũng khá là cùi. Nha, 79 này, còn thua. 155. Rồi, tất cả check đồ như thế này. Mình sẽ review qua một lượt. Nha. Đó. Ok, võ hồn này. Đây là chỉ một review thôi nhá. Tí nữa chúng ta sẽ đến từng gạch đầu dòng của bạn ấy sau. Thú này. 23k8 này các bạn, chất phết đấy, lùa đâu. Chào bạn Vi Vũ nhé, thương fan, hello các bạn. Rồi, xem có xoắn hình người chưa. Đấy. Nếu mà mua xoắn có hình người thì mình có bán nhé. Đấy, mình có cái xoắn bán rẻ thôi. Anh nháy điểm tặng ra này, 450k điểm tặng này. Ok. Rồi, bây giờ đến các gạch đầu dòng nhé. Đầu tiên ấy là bạn ấy ghi khá là chi tiết và mình đánh giá rất cao với bạn này. Bạn ấy ghi tức là bạn thắc mắc cái gì bạn ghi hết ra đấy, như vậy nó dễ. Nhưng bây giờ như này, đầu tiên bạn ấy nói là bạn mình chơi theo phân khúc tiểu gia, một tháng có thể nạp từ 1 đến 1,5 m. Thế này thì tiểu gia cái gì. Thế này bạn là trung gia rồi nhá. Ok, tiếp này. Cái đầu dòng đầu tiên, mình chỉ đi PK map vào anh Tống Kim nên đồ đạc và ngọc bạn xem chỉ cách mình ốp sao cho hợp lý nhất. Cái gạch đầu dòng thứ hai này,
Bạn xem giúp mình đồ cần thay và mua thêm những gì mình có thể đi săn đồ được. Ok nhé. Gạch đầu dòng thứ ba này, khi úp lên báo nước lạnh nên chọn kỹ năng nào, kỹ năng và skill này thế nào khi có điêu văn thì hai món vũ khí và quyền nên chọn thuộc tính hay nội lực. Cái này có thể trả lời luôn cho bạn là đương nhiên phải thuộc tính rồi. 4 này, có cần làm thêm một võ hồn và một ám khí nữa không? Rồi. 5 này, mình chơi ba thuộc tính cho đường môn này nhé. Ok. Khi chơi ba thuộc tính cái gạch đầu thứ 6 này, khi chơi ba thuộc tính cần thêm một thần khí khuyên hay không? Ok. 7 này, Long Văn 80 cho đường môn nên chọn dòng nào là chuẩn hết? Rồi. Thế thì bây giờ như này. Cái đầu tiên ý là mình muốn xác định mà lại với bạn một chút nên như này này, đó là bạn nạp từ 1M đến 1M rưỡi một tháng ý, tức là cái số tiền bạn chi cho việc giải trí. Thay vì bạn đi karaoke thì bạn dành 1M 1M rưỡi để bạn chơi game giải trí đúng không, thì bạn chơi mức này là mức trung gian rồi. Và nếu bạn sử dụng cái này nó hợp lý thì bạn sẽ rất là mạnh. Mình không muốn nói đến cỡ cực mạnh, nếu bạn chơi khoảng cỡ 6 tháng là bạn cực mạnh này. Chứ không để đồ nó cứ lởm khởm như này được, cũng không sao. Vì thế nên bạn mới sử dụng dịch vụ xà lát của NTM đúng không? Ok. Rồi. Chào dây nhé. Ok, đường môn thì tùy thôi các bạn. Nó tùy vào mục đích nữa. Bây giờ như này. Mình sẽ đi lần lượt. Cái đầu tiên ấy là khi úp lên bá vương lệnh. Cái dòng nào dễ thì mình sẽ giải quyết trước này. Cái gạch đầu dòng thứ ba của bạn ấy là khi úp lên báo vương lệnh nên chọn kỹ năng và skill nào. Đấy, khi có điêu văn thì chọn thuộc tính hay là nội lực. Thì mình giải đáp luôn với các bạn rằng là cái nội lực ấy thì là vứt đi, chẳng qua là tạo ông nào lên thì cho nó đủ thôi. Chúng ta phải chọn cái thuộc tính, đấy là cái chắc chắn nha, đấy là ý thứ nhất lúc nãy mình nói rồi đấy. Thứ hai nữa là khi lên báo vương lệnh nên chọn kỹ năng nào. Thì có một cái kỹ năng mà mọi người thường dùng ấy, đó là cái kỹ năng đặt bẫy. Đây đây mình sẽ về Lạc Dương cho bạn xem nhé. Nó sẽ cụ thể hơn. Đây này. Phải chạy nhanh tí. Cái con này cưỡi nhìn nó cũng hơi xấu đúng không? Nhìn nó không đẹp lắm. Đây mình sẽ về chỗ báo vương lệnh cho bạn xem luôn. Anh em sử dụng dịch vụ sáo ác của NTM thì cứ là gọi là free roll luôn nha. Các bạn nào cần sào thì cứ nhắn tin vào Facebook cho mình, ôn mấy 8x 5x 4x hay mấy thì được hết nhé. Đây kỹ năng này thì ở đây các bạn không cần phải có báo vương lệnh đâu, các bạn vẫn soi được. Các bạn nhìn đây này, đấy, đây nó ghi ở đây này. Các bạn nhìn ở bang thì đôi khi nó không rõ, nhưng mà chúng ta nhìn ở đây thì có một cái skill này này, tán hồn trận thuật này này, thì nó ghi ở đây này. Tấn công có xác suất kích hoạt tặng bẫy dưới chân 5 mục tiêu, mục tiêu sau 5 giây đầu tản công trước mục tiêu gần đó. Thì cái này nó khá là hiệu quả và rất nhiều người dùng trong cái trường hợp là lôi đài. Đấy, nhưng tuy nhiên ấy, bạn này bạn ghi rõ là mình chỉ đi PK map. Đấy, thế nên không nên lấy quyển này. Giả sử như bạn đi tống kim, mình lấy ví dụ như này, bạn đi tống kim thì bạn cần đam nhiều hơn đúng không? Thì lấy quyển huyền này đi, cái quyển huyền này này nhá. Bạn cứ học cả hai quyển, cái này thay nó dễ mà. Bạn cứ lấy về bang ấy, lấy 5k điểm tặng về bang học, sau đó là học cả hai quyển đi. Thì nếu mà bạn đi tống kim thì bạn thay quyển này đấy, kể cả đi tống kim với PK Mask thì bạn nên lấy quyển này nhá. Còn tùy theo, thì theo mình thấy là ở bên này nó không có cái skill này, là nó skill này không có này. Nhưng khi các bạn chọn cái này ấy, thì nó sẽ là cái này. Đấy, khi các bạn chọn cái này thì nó sẽ là cái này, hiểu không? Còn cái cuối đây là không 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 có, các bạn hiểu không? Đây này, cái này nó không có, thế cho nên nó bị khuyết. Thì cái dòng này này nó ở đây này, và dòng này nó ở đây này, còn dòng này thì nó sẽ mục tiêu vô hiệu. Nha, ok. Thế cho nên cái dòng ngon nhất mà các bạn đi lôi đài hay dùng là cái dòng này. Ai biết rồi đúng không? Còn đi VK map thì không nên nha. Đi cái map tản công nó làm cái gì, béo mà khác. Lấy đam đi. Nha, lấy quyền huyền đây này. Ok rồi, xong rồi cái dòng này. Tiếp này, có cần làm thêm một võ hồn và một ám khí nữa không? Thì đối với bạn PK Map ấy,
thì mình trả lời luôn là không. Không ý, cái ý hiểu của từ không này thì mình phải giải thích thêm như này này, đó là bạn chỉ cần một set đồ thôi, chứ không bạn không không cần hai set đồ làm gì cả nhá, cần một set đồ thôi đấy. Thế cho nên ý, bạn làm lại cái này cho nó ngon hơn thì làm, chứ không cần phải hai ám khí. Tương tự võ hồn cũng thế nha, cái võ hồn này nói chung nhìn nó cũng ok rồi, không đến mức cùi quá, nội cũng khá khá, có thân nó thua một tí xíu thôi, nhưng mà bù lại thể nó cũng khá là cao, nhưng không bằng. Có chăng ấy bạn làm lại cái băng phách thì bạn làm thôi, chứ còn đừng có dại gì mà phải lấy hai lần ngọc ấy, thì nó mất hai lần ám khí là làm mỗi lần tẩy là mất 187k, cứ chính trung bình 500 một cái ám khí đi, cả tẩy skill này kia toàn nghĩ vân vân. Thế còn bạn thêm 40 ngọc nữa thì vị chi là bạn mất 700k một ám khí, tội gì đúng không? Không nên nha, không nên cái tiền đó để mà làm cái khác. Đấy là phần về võ hồn và ám khí. Tiếp đến cái gạch đầu dòng dưới ấy, là mình chơi ba thuộc tính cho đường môn. Thì bạn muốn chơi ba thuộc tính ấy, thì mình thấy ở đây là bạn có chơi ở đây rồi đúng không, băng hỏa quyền này, băng huyền độc đúng không. Thì thuộc tính của thằng đường môn ở phiên bản này này nó là huyền và độc, thì bạn chơi ba thì đồng nghĩa với việc là cứ có huyền và độc là được, còn skin còn lại à, cái thuộc tính còn lại thì tùy. Thì bạn đã chọn ở đây là chọn băng thì lựa chọn này cái hết sức là ok nhé. Rồi thế thì bây giờ nói về ba thuộc tính ấy, thì bạn phải hiểu một cái điều như thế này này, nói ngay vào bản thân bạn đi, bạn là chỉ có kháng độc thôi, những cái kháng này là không này, cái này có tí thôi là có những không đấy. Thế thì trường hợp này này, giả sử bạn ấy đánh vào bản thân bạn đi nhá, từ giả sử như là con mặt tuyết này đánh vào một con mặt tuyết y hệt bạn, thì bạn đang ba thuộc tính, giả sử như bốn gái thì bạn bốn thuộc tính hết nhá. Thì băng này giảm kháng của băng của bạn ở đây là không, điều này hết sức nguy hiểm, bạn có 503 điểm băng ấy, nhưng mà bạn không có giảm kháng, trong khi kháng băng của bạn là 49. Cái hỏa này không này thì bạn cũng có đi hỏa đâu đúng không? Cái huyền này thì đương nhiên là bạn có rồi, và cái độc này ấy, bạn giảm kháng độc 10 điểm, 10 điểm thì chắc nó ở đây thì cũng không bỏ qua được. Thế suy ra ấy là bạn ba ấy, nhưng mà thực chất nó đang là một thôi, cái này của bạn 7 dòng ấy nhưng thực chất nó chỉ có 5 dòng thôi, bạn phải hiểu cái đó đã nha. Thế thì bây giờ bạn muốn đi ba thuộc tính ấy, thì mình nói luôn với bạn như thế này này, là nếu giả sử ấy, cái giảm kháng phụ của bạn ấy mà vượt trên kháng kia của đối phương ấy, thì bạn có cả đam ba thuộc tính, một cái mà không bỏ qua được ấy, thì bạn còn hai đấy, hai cái không bỏ qua được ấy, thì bạn còn một, và cái một này nó sẽ giống hệt như đam một thuộc tính của bạn ấy. Thế nên câu cái việc đi ba thuộc tính ấy, bạn phải hiểu cái đã, chứ không phải cứ tán ba thuộc tính là cái đam F1 nó to đâu, không phải đâu. Bây giờ nhé, là mình nói thêm như này này, ngay trường hợp này ấy, bạn đã dính đòn rồi. Thế cho nên ý, nếu như mà bạn chơi ba thuộc tính, bạn vẫn muốn đi ba thuộc tính ý, thì mình có một cái lựa chọn như này là hết sức ok với bạn này. Đó là mỗi loại giảm kháng ý, thì bạn đi hai viên. Cái câu chuyện này là chúng ta là được thì được, mà không được thì chúng ta chơi một thuộc tính thôi. Mặc dù chúng ta vẫn đang đi ba thuộc tính, nhưng mỗi loại giảm kháng phụ chúng ta úp hai viên thôi. Chúng ta chơi một cái bài toán là được thì được mà không được thì thôi. Đánh vào thằng A được, đánh vào thằng B không được, đánh vào thằng C được, đánh vào thằng D lại không được. Đấy, nó là như vậy. Thế thì 92 là 18 thì suy ra những thằng nào mà cái kháng của nó lớn hơn thì là thôi, nó đã đấy là được thì được mà không được thì thôi đấy, thằng nào thấp hơn thì ngon, ok thằng nào thấp hơn thì thôi nha. Đấy, xong vấn đề đó mình nói đã cố gắng cho bạn dễ hiểu nhất rồi đấy. Rồi thế thì bây giờ tiếp bạn hỏi đây này, mình khi chơi ba thuộc tính có cần làm thêm một thần khí khuyên hay không, thì mình xin trả lời với bạn như thế này này, là cái hệ thống thần khí ở
ở bản này này nhé, ở bản này này, mình không nói những bản khác, mình không quan tâm những bản khác. Ở bản này này thì cái khuyên của Thiên Sơn nó có xác suất ra giảm tốc và đồng thời cũng có xác suất ra đa thuộc tính, không phải phát nào cũng được. Cái khuyên của Thiên Long nó cũng ra đa thuộc tính nhưng nó không có giảm tốc. Cái quạt cũng có ra đa thuộc tính nhưng không có giảm tốc. Thế vì sao vậy? Vậy ghê mà, thế mình cũng không biết tại sao như vậy thôi. Thế cho nên nếu các bạn chơi ba thuộc tính chắc chắn bạn là khuyên. Và cái khiên băng huyền độc này thì có tỷ lệ xác suất ra rất là nhiều nha, còn giảm tốc hay không thì nó hên xui đó. Ok, à, đi ba bốn tính thì càng chết càng sấp mặt. Chào Hoàng Tú Lê nhé. Ok, hello các bạn. Đấy, đấy là cái gạch đầu dòng thứ 5 và thứ 6 mình đã giải quyết cho bạn rồi đấy nha. Còn tiếp một cái gạch đầu dòng thứ 7 là Long Văn 80 cho đường môn, dòng thế nào là chuẩn hết. Thì Long Văn 80 cho đường môn ấy, bạn cứ chọn nó là nguyệt công thôi, vì cái Long Văn nó cũng không có gì lựa chọn nhiều. Còn dòng bên dưới thì bạn chỉ lưu ý hai dòng cho mình nhé. Cái video này sẽ còn nên bạn có thể là bạn ghi ra giấy đỡ phải tìm, hoặc là bạn lưu cái link video này lại, lúc nào bạn build thì bạn cứ thế áp dụng nha. Mình nói lại này, cái Long Văn 80 ấy thì bạn cứ chọn huyền thôi, thì nó sẽ mặc định bên dưới là huyền, bỏ huyền và phần trăm máu đấy. Thế nhưng tuy nhiên cái dòng mà mở rộng các bạn tẩy ấy, thì mà cái này nó chung cho tất cả mọi người ấy. Có bốn cái dòng ngon nhất mà chúng ta thường phải phải biết chứ không phải thường này. Cái thứ nhất là nội công, cái thứ hai là nội công, cái thứ ba là ngoại thủ, cái thứ tư là nội thủ. Đấy thì bốn dòng đó nếu bạn là đường môn thì đương nhiên bạn chọn phải dòng nội công và nội thủ. Hai cái dòng này nó sẽ được 1k4 cho bạn. Còn những cái dòng khác thì tùy. Đấy, nên chọn hai cái dòng nội công và nội thủ. Cái bọn ngoại ấy thì thường nó chọn cái ngoại công và nội thủ thì tùy. Nhưng mà lưu ý về tẩy cái này ấy, nếu như bạn tẩy ấy, cái dòng huyền của bạn nó sẽ thay đổi đấy nhé. Đôi khi bạn là nội công nội thủ rồi nhưng mà cái điều bạn, cái Long Văn của bạn nó sẽ ra băng đấy, sẽ ra hỏa, nó sẽ ra độc đấy. Hãy lưu ý nhé, cân nhắc. Đấy. Cái thưa nỏ thì nó chỉ có huyền với lại độc thôi bạn này. Rồi, xong cái gạch đầu dòng thứ 7. Bây giờ chúng ta quay lên cái gạch đầu dòng thứ 1 này. Mình chỉ đi PK Map và quánh tống kim, đồ đạc và ngọc bạn nên xem như thế nào. Cái thứ nhất ấy, là bạn có hai cách lựa chọn. Mình phải nói như thế này, hai cách lựa chọn, tại vì bạn là đường môn nên chúng ta sẽ có hai cách lựa chọn. Cách lựa chọn đầu tiên ấy là bạn muốn mình trâu nhất có thể. Đấy, trâu nhất có thể. Thì chúng ta sẽ lột hết ở đây ra thân pháp giải. Lột hết. Đấy, cái này nội lực này. Đây mình nói lại một nữa là thân pháp bê lột này. À, thân pháp bê lột này, thân pháp bê lột ra. Lỗ 4 ấy, lột ra lỗ thân pháp. Này lột nội lực ra. Cái này lột thân pháp ra. Cái chỗ này chúng ta bỏ hai viên, một viên giảm kháng và viên huyền, lỗ 3 lỗ 4 ra. Cái này tương tự bỏ viên hội công và viên huyền ra. Cái này bỏ viên nội công và viên huyền ra. Cái này bỏ viên chính xác và viên huyền ra. Đấy, cái này thì bỏ viên huyền công và giảm kháng huyền ra. Ốp tất là kháng độc. Tại vì bạn đi tống kim nhé, bạn để ý mà xem. Nếu giả sử như bạn bên tống ấy, mà khi bạn vào cái hõm núi ấy, thì cái ba nó lên một phát thì trụ nó cái ba nó đi toàn là 6 thằng một lúc thôi, nên gần như bạn sẽ không chịu được. Thằng đường môn thì may mắn một cái là nó phụ quang lực ảnh này, nhưng tuy nhiên ấy, nhiều lúc đâu phải bạn lúc nào nó cũng sẵn sàng, như bạn bị khóa một cái, bạn bị mù một cái, bạn bị ma tí một cái, đúng không? Nó rất là không không phải lúc nào bạn cũng phi được. Thế cho nên cái vế đầu tiên ấy, nếu bạn muốn trâu thì làm như mình bảo, kháng độc của bạn lên 1k8 là ok. Và cái nhánh thứ hai ấy thì là bạn muốn đam để ăn mạng, thì cái này ấy, bạn lại không đi ngọc như thế này nữa, à không không đi ngọc như nãy mình bảo nữa, mà bạn vẫn giữ nguyên. Thế nhưng tuy nhiên ấy là bạn nên bỏ một slot ở đây, cái giảm khá này bỏ này, nội công bỏ đấy, nội công phải bỏ,
chính xác cái vỏ, cái vỏ lên giảm nóng bỏ nốt này. Thay vào đó ấy, bạn hốt cho mình đây hai viên, ba viên kháng băng này, bốn viên kháng băng này, không năm viên luôn đi, năm viên đấy, tức là bây giờ bạn đã có là kháng băng với kháng kháng độc. Còn nếu không ấy, bạn chơi ba viên ở đây này, 93 là 27 cộng 2 viên kháng chọn kháng hỏa được, 2 viên kháng hỏa. Nha, chỉ đấy là cái cách. Thì cái cách này ấy, bạn sẽ không trâu đâu, nhưng mà cái đam của bạn nó vẫn sẽ giữ nguyên. Và bạn phải chủ động trong việc PK, tức là bạn đứng đừng bao giờ lên giữa mà bạn đứng ở mép mép ở cạnh ấy. Đấy, đứng mép ở cạnh hoặc là đứng sau cái dàn tay ấy. Ví dụ như là dàn cái ba bên trên ấy. Đây này, dàn cái bay nó xoáy lên đây này, thì bạn đứng ở nhấp nhấp hai bên này này, chứ đừng có đúng tụ tụ cùng mấy thằng ở đây. Thì hai cách nha, một cách bạn sẽ rất là trâu nhưng mà đam của bạn sẽ nhỏ hơn, nhưng không phải không đồng nghĩa việc là đam nhỏ là không có mạng nhé, không phải đâu. Anh đồng kim nó hên xui lắm nhá. Khi mà bạn chọn cái cách đó thì bạn sẽ rất là trâu, cái bàn xoáy vô tư mất hết gì cả, làm phát con cao thần hiệu nữa thì quá ok luôn các bạn. Ví dụ thằng nào ma tí ấn cao thần hiệu phát, thằng mộ dung nó tham danh thủ tướng mà ấn cao thần hiệu phát, thằng cái bang lên xoáy chết một mét bạn không sao hết, đi bộ về. Còn cách thứ hai ấy, thì bạn nếu như dạng bạn bị bắt ấy, là xác định bạn hiệu không làm ra được, thì hai cách đó bạn tự lựa chọn, chúng ta phải lựa chọn cái này. Nhưng theo mình khuyên ấy là bạn nên chọn cái cách đập phun kháng độc ấy nha. Rồi đấy, còn cái gạch đầu dòng thứ hai của bạn cũng là gạch đầu dòng cuối cùng ấy, là bạn xem đồ mình cần thay và mua thêm những món gì mình có thể đi săn đồ được. Thì như này, cái đầu tiên mà mình muốn nói với bạn ấy là cái bộ đồ của bạn nó rất là nhiều vấn đề. Thì với cái mức mà bạn đang chơi ấy, và mình thấy ở đây là bạn có hai món rồi, thì bạn chơi tất cả đồ như thế này đi. Đây mình thấy có hai món, một cái kiên này và một cái giày. Thì bạn thay cái này hiện tại là nó chưa có nội lực, nhưng mà dần dần bạn kiếm cái thay vậy được nhé. Thay cái này này, cái này cũng thay đi nhé, cái nội thủ đây thấp quá thay đi. Rồi còn cái này nữa cũng thế, phải thay đi lấy thêm pháp. Cái áo này thì cố gắng kiếm cái dòng nào có tác phẩm tính hoặc là ngon hơn tí, điểm cao hơn đấy, thay một set như thế này. Còn món này thì nó cùi quá. Còn nếu như bạn thích chơi như thế này ấy, thích chơi ba thuộc tính ấy, thì bạn chơi như thế này được. Nhưng theo mình ấy, thì nếu có dòng thân pháp thì bạn vào được. Đây là ba thuộc tính thì cái dòng nó cũng không có nhiều lựa chọn đâu, cái chính xác bạn cũng phải có rồi, cái nội công thì có cũng được. Trong tất cả lựa chọn ấy thì lựa chọn như này là ok, tại vì mình thấy bạn ở đây là bạn đang cũng ý tưởng của bạn là cũng khá ok rồi đúng không? Băng huyền độc hay rồi. Có một cái chiều hướng nữa là nhiều người người ta thường đi như thế này này, đó là người ta đi chính hội thể thân, chính hội thể thân thì để người ta kết hợp với cái việc là cái skill thập phương câu diệt này này đúng không? Đây mình bấm thử cho bạn xem nhé. Đây, thập phương câu diệt này. Đấy, nó tăng lập lập tức này, tăng hội công này này. Thì theo mình ý, nó đã tăng nhiều như này rồi, nổi nó sẽ nổ thôi. Cần thêm vài điểm nữa thì nó nổ, thì nó vẫn nổ, mà nó không nổ thì nó vẫn không nổ thôi. Bạn hiểu ý mình không? Đấy. Thế chứ ốp làm gì nữa, đúng không? Đồ để chính xác đi. Thì có một thêm một cái lựa chọn nữa cho bạn, đấy là băng huyền độc chính thể thân tất cả tính đấy, tùy nhá đấy. Hoặc là bạn mình thấy có món này ngon rồi thì thôi đi dùng món này đi cho tiết kiệm nhá. Ok rồi, còn cái điệp luyến này đương nhiên phải thay rồi, cũng phải ba thuộc tính nhá, cũng phải băng huyền độc này. Có thể là nó sẽ không cần thể đâu, tại vì cái có thể nó sẽ đắt, có thể nó sẽ đắt nhá. Thế nên bạn chọn ví dụ như là một cái liên, cái dòng chính xác cái kia, nó sẽ thành dòng máu chẳng hạn, cái liên ấy
nhưng mà mình soi vào đây cho lấy ví dụ thôi, cái dòng chính xác là dòng máu ấy, thế thì nó cũng ổn rồi. Hoặc nếu không thì cái dòng thể lực kia nó không có thì nó cái dòng thể lực kia thành dòng máu, ok, thế thì nó sẽ giảm nhá, giảm cái chi phí của bạn xuống đấy. Cái nhiều người ấy sẽ bảo bạn ơi phải chơi cái dòng là nội thủ né tránh nội lực thể lực thân pháp cho nội thủ tất cả tính ấy. Nhưng mà bạn chơi, bạn nói là bạn chơi không khúc tiểu gia, nhưng mình thấy bạn chơi trung gia ấy, thì không cần phải như vậy, tại vì cái đồ nó đắt lắm nhá, chơi những cái đồ nó vừa vừa thôi đồ như này được, điểm nó cao hơn, ví dụ như là chọn cái 96 97 ạ, 97 98 chưa được thì 96 97 95 96 gì đó. Còn ngọc thì đương nhiên là bạn phải đập lên môn 7 đi, ngọc thì không thể để như này được, môn 7 đi. Ôn 7 trước đi đã rồi hãng tính đến bán vương lệnh. Cái ăn này của bạn tu nó cũng cao cao rồi nên là mình không khuyên bạn bán ác. Rồi bật phong lôi vạn quân ác quỷ sợ ma, ok. À chào Tuấn Tuấn nhé. Rồi thế thì Lê Trung còn câu hỏi gì không, còn câu hỏi gì thì comment luôn trên livestream nhé, mình sẽ giải đáp luôn ngay bây giờ. Còn tất cả những cái bạn thắc mắc thì mình đã giải quyết rồi đó. Còn cái này thì bạn tự lựa chọn thôi, bạn phải bắt buộc tự lựa chọn, tại vì bạn bạn PK như thế nào là bạn phải tự lựa chọn, mà bạn núp rìa để bắn hay là bạn muốn chơi kiểu đập thẳng mặt thì nó sẽ quyết định đến việc bạn hút ngọc như mình nói đấy. Nhá. Chào Tuấn Anh nhá, hello bạn, anh ơi tin túc chính xác cái nội công nội lực thân pháp. À, cái này thì nó khó lắm nhân này. À, bạn Tuyết Trinh như bạn comment nha. Ok, anh em cũng thể tham khảo bạn Tuyết Trinh nhé. Vậy em muốn đập thẳng mặt và theo một thuộc tính. Em chơi đập thẳng mặt thì đấy anh khuyên rồi đó, thì là em cứ đập thẳng vào thôi, đập thẳng kháng độc vào thôi. Còn chơi một thuộc tính ấy, em chơi một thuộc tính ấy thì anh phải nói như thế này, một thuộc tính thì nó sẽ rất là dễ mà chỉ số nó đẹp, thế nhưng tuy nhiên ấy thì cái đam nó sẽ không được như kỳ vọng của em đâu, tại vì đam F1 của thằng đường môn nó khá là thấp đấy, nó sẽ không có bài toán là đánh thằng này to thằng kia to thằng này kia này nhỏ thằng kia nhỏ đâu. Gỡ điêu văn ra thì đập vào đồ không cố định ý. Bao giờ ra server mới thế ông? À tuần sau ra server mới ông ơi, thấy anh em nó đồn thế nên tôi cũng chưa rõ, thấy bảo là tuần sau mới ra. Đó. Ok nhá ga fan. Thế thì ok nhá, em còn em vào em build nhá. Một thuộc tính thì thôi theo anh ấy là em đã lỡ chơi ba rồi thay lại một làm gì, kho em cũng không thấy món nào cả, cái này kho có món đồ dư nào đâu. Bây giờ mà em chuyển sang một thuộc tính ấy, thì nó cũng mạnh. Một thuộc tính thì anh có hai gái đấy, anh hai gái nhân phù huyền một tính đấy. Thế nhưng mà đây anh thấy có cái này ngon rồi mà thì thay làm gì. Cái chính xác này ấy, thì khi bạn thay đi, tại vì bạn được PK map nhưng cái này nó cũng không cần quan trọng lắm đâu, nó chỉ ở mức năm mấy k là ổn rồi. Ok nhá Trung Lê, còn câu hỏi gì nữa không, và câu hỏi gì thì em cứ đặt luôn nhá để anh giải đáp luôn này. Có một số phái đam F1 nó thấp, ví dụ như là tiêu dao này, ví dụ như là võ đang này, đam F1 ấy không tính là những skill phụ trợ, nhưng nhiều thằng bảo bật bạch hạt lượng xí lên ấy, rồi là vân vân mây mây ấy. Ok nhá, rồi thế thì em build đi, còn ác này có rất nhiều việc phải làm đấy, nhưng mà theo anh ấy là khi em chỉnh đốn hết những món này là đã lên môn 7 hết đi để dành tiền đã, rồi hãy nghĩ lên bán vương lệnh sau.
Nhưng mà nếu mà em chi 1,5 triệu một tháng cho việc chơi game mà em để con app như này là em đang hơi bị phung phí, và anh cũng không hiểu là em tiêu vào cái gì đâu. 1,5 một tháng mà em chơi em tung bao nhiêu rồi thì chứng tỏ là em chơi cũng gần từ đầu server rồi gì nữa, công lực đan em cũng cắn tròn tròn gì nữa, nên nó cũng trải qua 8 tháng rồi đúng không? 8 5 40, 81 là 8, 8 5 40 là 12 củ vào con ác này rồi mà như thế này thì căng quá nha. Nếu không anh thấy đây trai đây này, em cũng chịu khó, em ngon lắm rồi đấy, ngon 400 mấy cái này còn gì nữa. Đi binh thánh kỳ trận tứ tuyệt trang thì tước sơn cũng căng ấy, nên mà có được bao nhiêu đấy đúng không? À rồi ok, thế em đổi bát đi. Các bạn xào app ấy thì các bạn nên sử dụng dịch vụ xào app của NTM sớm. Càng sớm ấy, thì các bạn càng tiết kiệm đấy. Ví dụ như ngay nhé này, nếu mà biết NTM sớm hơn mà ví dụ như là đưa cho mình NTM 10M để build con app này khác lắm. Thật tự luôn đấy. Rồi anh em nào cần thì cứ nhắn tin vào Facebook cho mình nha. Link Facebook của mình ở dưới phần mô tả. Xào app thì các bạn sẽ có một cái nhìn nó tổng quát hơn.